Ok nha, team Chelsea 45 tỷ đã, đây là team mà mình cũng build cho bạn này luôn á. Anh em có 45 tỷ nên có thể build. Tại vì những cầu thủ này nó không thể nào mua cho một lần xuất hiện trên stream, nên mình không thể nào mà mua và đá luôn trong lúc stream được. Đó, cho nên là mình sẽ tư vấn cho bạn này còn những cầu thủ bạn em để mua. Thay vì mình mua anh em mua thôi. Đó, khi có đầy đủ mình vô mình đá thôi. Đó, Shevchenko cộng 5, 127 chạy luôn, chạy 127 luôn. Kevin World Cup 22 chỉ số cũng 122, hồi nãy tôi đá con Kevin 20CL đúng không? Cộng 8 cũng cho hai mấy. Phải xa. Chelsea dùng cánh con nào anh? Cảm ơn non em nha. Anh đọc số donate em có hả? Chelsea dùng cánh ở đây, Chelsea luôn nè, cánh nè, Beru với là Hazard, đúng rồi, Hazard. Best World Cup nha. Hazard best World Cup là ok nhất á. Tốc độ tăng tốc Hazard ngon là Hazard này cộng 5 thì quá đỉnh luôn. Hazard hiện tại đang lỗi giá đúng không? Con này cộng 5 đang lỗi giá, chưa ai bán này cộng 5 chạy 130 luôn à. Ghê. Beru này cũng được, anh em có thể dùng con Beru hoặc là con Zola con. Cái chỗ này nếu cánh Chelsea thì sẽ dùng con Hazard, Beru và Zola con, ba con này con nhất, và kể cả Zoko cũng được. Zoko LN, Zoko CF3 cũng được nha. Gullit Black nè, Gullit Black, Black F3 này chỉ số phòng ngự rất là cao nha. Chỉ số phòng ngự nè. Cao á, kèm người có là lấy bóng có nha. Những con khác thì chỉ số phòng ngự không cao đâu, riêng con Black F3 này chỉ số phòng ngự cao lắm, cho nên đá Black phòng ngự này máp hơn. Máp hơn, ngoài con này xuất sấy gì cũng cao vậy. Xuất sấy trong mùa học cao lắm. Rudiger Koulibaly, một con thêm nhỏ, con thêm trung bình. Ừ, hợp lý ha, con thêm nhỏ, con thêm trung bình. Koulibaly này cũng nhiều anh em chơi chậm nhưng tôi thấy nó như nó là thêm trung bình mà nó đâu thế nào nó chạy nhanh như mấy con thêm nhỏ được. Nó đã bọc lót ngoài sau mà. Emerson và Rich James. Hiện tại hậu vệ cánh hơi khó mua cho nên đá lên. Emerson cũng được. Hậu vệ cánh tại khó mua lắm. Courtois nữa nè, Courtois cộng 8 thằng chưa. Qua nhà quản lý thì anh em có thể chọn huấn luyện viên 4221, một là có Graham Potter. Ra bố tường nó không có hàng mùa mà. Rồi này chọn ba chiếc Vieira đây, tốc độ chạy, tốc độ truyền, tốc độ chạy chuyển sát ba chiếc Vieira. 500k vô lấy cũng sổ tay à. 500k ừ, giờ lấy sổ tay ra anh em nạp siêu sự kiện thôi, nhiêu đâu. Giờ nạp siêu sự kiện 500k ít á. Đây là chiến thuật đội nha, anh em có thể copy khi cần nha, đây là chiến thuật đơn. Đó. Vậy 4-2-1 này có thể áp dụng cho nhiều sơ đồ không chỉ riêng Chelsea đâu. Nhiều sơ đồ lắm. Có Busquets cho anh em luôn. Chỉ thiếu rô béo với ghê với lại Gullit thôi. Này team Chelsea 400 tỷ nha mọi người nha. Team Chelsea 400 tỷ cho anh em có thể build. Team này mình build rồi nè. Ồ này cũng Chelsea nữa nè. Ông này Chelsea hơi khủng nha. Chelsea 400 tỷ gặp Chelsea này hơi nhiều tiền á. Anh em đang xem nhé, để lại một like, một subscribe luôn nha mọi người nha. Cảm ơn em rất là nhiều. Ai vậy? Bạn lấy bà thủ ngon không? Đấm mấy bàn. Bên kia cũng single, bên này cũng single luôn không? Chelsea giờ tiền đạo thì có single là ngon nhất rồi. Eden Hazard. Kevin Tạc nè, 60% ghi bàn nha, 60% ghi bàn. 60% ghi bàn. Clip. Trời ơi. Ơ còn nè. Ơ Gullit vô luôn. Anh đang xem để làm một subscribe nha. Vô kìa. Cho. Tiếp trên cô này có khả năng đánh đầu tốt á. Trên cô. À xa nữa nè. Đấy. Ôi vậy vậy vậy. Là cần đây lỗi truyền, lỗi truyền, lỗi truyền, lỗi truyền. Từ từ từ. Cần lỗi truyền hơi nhiều ta. Đội này 400 tỷ rồi, riêng con Courtois đúng không? Courtois hết mà 80% rồi. Con Courtois mắc nhất trong Courtois cộng 8 chứ. Bộ khung Rory xung quanh là có khoảng 300 tỷ à, 300 đến 320 à. Con Courtois 80 rồi. Hay quá, con Courtois hay à. À, mấy con nhỏ thằng của tôi nó hay thiệt. Tôi nó hay thiệt ta. Chịu à.
Hôm bữa tôi đá hôm kia tôi chụp tôi to cộng một nó chụp ghê quá mà nó cay quá trời luôn. Vero, Balak. Chà, càng đa. Chàng này 4-2-1-1 này, này phải xuyên qua từ CM đẩy đai cánh. À đấy là TB rồi, ám ảnh nào đấy là TB luôn á. Không nhận ra đấy là TB giữa rồi á. Đồ hình mình biết ra đấy là TB. Hay quá. Bây giờ tá ra đấy là TB chụp 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 quá. Chà căng nó dễ, ơi đồ hình kia sao. Từ nha, trận này dễ thua nha, trận này dễ thua nha. Này dễ thua nha. À, dễ thua lắm nha, từ. Trận này bị ép à. Ép kinh quá. Kinh quá vậy. Dấu tên 237 đã lì xì 10.000 đồng. Mai check hộ e tam tgm nha a hòa dz. E cảm ơn a. Cảm 327 nha, ok ok anh em nha. Em cũng để mai báo cũng được. Không anh em báo trước là. Chứ sợ tôi hay quên nữa chứ. Đó anh em nói nhiều nha. Em đây giờ đã hay quá, đá vô ép mình. Ép mình thổ si luôn. Ôi, lỗi. Hay quá vậy. Hay quá vậy, chỉnh quên luôn. Họ bắt nó dở ta. Nó dở ghê ta, như nó chỉnh sẵn luôn mà nó biết đường mình pha xuống kia. Hay quá à. Em chỉnh ghê quá vậy. Một lần nha, chỉnh một chỉnh được 3 lần. Anh em sẽ chỉnh được 3 lần. Anh em sẽ chỉnh được mất gân lần. Mất gân lần à. Em thấy em đi ngon ít người dùng hả? Henry chạy chỗ dở, chạy nhanh nhưng mà ít khi nào chọn vị trí á, là Henry là kiểu tiền đạo làm tường. Qua đá. Chúc anh năm mới VV. À, cảm ơn em rất nhiều nha. Em rất nhiều. Nào tao mới chúc năm mới ta, từ từ tại Play đúng không có đọc tên. Cảm ơn cho cậu em rất nhiều nha, để tí coi lại cho bạn nào. Ôi ơi, cục dọc. Ê hà xa hay quá vậy ơi, này chứ đúng này nha. Anh chứ đúng này nha. Hay nha, hay. Ok. Tôi để là anh chỉnh về góc sao mà. Hay ta, chụp chính 2 lần rồi. Anh chỉnh buồn kinh quá vậy. Anh chỉnh về góc kia. À, này không chỉnh à, này anh bấm ra anh chia góc là không chỉnh được, chỉnh nhiều quá bị rối á, chỉnh nhiều quá cuối phải góc sai á. Em thấy Henry ngon với người dùng mà, đúng rồi Henry khó đá với người dùng đi làm tường. Giờ anh em chỉnh thủ môn ghê quá, đá phải nhìn thủ môn một ha. Tôi lười nhìn thủ môn lắm nha, tôi cũng sút cái bục cái cho nó nhanh để xong rồi đá tôi ra sút nó đã tạo là tình huống ra khó rồi. Mà anh em bắt tôi phải nhìn thủ môn nữa. Trời ơi, Kevin De Bruyne này. Mà anh em bắt tôi phải nhìn thủ môn nữa thì nó hơi lâu.
Không chỉnh nè, anh này xuất sang không chỉnh. À xuất sang không chỉnh đúng không? Chỉ có gần đúng không? Nó không chỉnh đúng không? Sao không chỉnh nè. Ok, xuất sang chỉnh đúng không? Xuất sang chỉnh đi, auto dính đây thôi. Xuất sang không chỉnh đi, auto dính đây thôi. Chỉnh nhiều quá, gùng lọn quá, không biết chỉnh đường nào nữa. Ông chỉnh à, ông chỉnh này á, ông chỉnh vẫn chụp được hả? Gom ghê, gom của tôi 8 lần luôn. Kinh quá trời. Làm sao nó hiện tên hả? Anh em đâu đó vào WeScan em có thể đổi tên, tạo cái tài khoản WeScan á, dưới phần mô tả có link á. Tạo tài khoản em đổi tên rồi. Chà. Cú toa luôn à, hai tên Chelsea gặp nhau. Bài kiếm không? Ờ. Kevin có bóng mà xếp trên vô bắt đầu chạy chỗ áo gì mà không có số hết trơn vậy. Áo không số luôn. Kevin có bóng và xếp trên vô bắt đầu chạy chỗ. Haza best in copy, sức best in copy ạ. Chọn Haza đi, thích Haza hơn. Ôi, bị lộn quên đỡ Kevin rồi. Đỡ Kevin rồi. Chỉnh đúng không? Anh chỉnh ghê vậy. Đáo. Tôi chưa suốt đâu, anh chỉnh sẵn rồi. Trời ơi trời, anh em chỉnh ghê quá. Anh em đón trước tôi xình suốt rồi mà đúng thì tôi định suốt lúc đó thiệt. Tôi định suốt lúc đó thiệt. Chỉnh kinh quá. Rồi chỉnh kinh quá. Chỉnh kinh quá anh chị. Tôi chưa suốt mà không chỉnh. Mà đúng đúng cái từ xuất góc đó tại em chỉnh nên tôi thấy cái từ xuất góc kia chứ. Và đó nếu không chỉnh là nhiều khả năng sẽ xuất gì góc đó này mà đê đê góc đó. Đúng này đón hay quá, anh em đi trước tôi một bước luôn. Anh em đi trước tôi một bước luôn thì chịu gì nói. Xuống mấy trái luôn rồi.